Yeah. Không hợp quá nhỏ khu vực đằng sau của sân bóng chúng tôi không được, đã quy định rồi, không được phép bán hàng ở đây, không được quay quay chúng ta không được chăm bán hàng ở vùng đó. Nếu như là không chú trí để đề nghị các đồng chí công an chúng ta giúp cho ban tổ chức đảm bảo quốc gia an ninh trật tự. Lâu thế, đúng rồi, 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 đúng có phải là tưởng không? Được rồi đấy, ok rồi đấy. Ta phải chơi cái bài ra cái cố cột cổ tới kia nó có nặng. Ui, Văn Hiệp, có về không? Về đây không? Văn Hiệp. Vâng, ngày hôm nay 18 tháng Dương, Bộ Đảng Kinh Phù đã tổ chức giải bóng truyền với các đội đội mạnh gồm có đội tiền giải công, tiền trẻ giải công, học viện cảnh sát, cai không ai, trường đồng thể thao, cân không, tiền trẻ hai đội và đội tuyển quốc phong. Trận khai mạc giải giữa đội giải công và đội học viện cảnh sát đã phải được lên sân. Thôi cho Toàn đi. Anh Toàn ơi. Toàn ơi. Nhanh. Về nghề. Nhanh lên, tôi đã tạo rồi. Chỉ việc ngồi đây là cho vào đây thôi. Cài vào cổ thôi. Cài vào cổ nhá. Một cầu, anh đang ở một cầu có khai là gì? Một cầu wifi. Anh nhất đánh bóng rồi nhá. Nguy hiểm quá. Từ tí mình luận sao? Quay lại với Việt Nam vô địch rồi. Sợ thế. Không bật hơi bằng Lâm tới được. Quý cả đen đấy. Chúng xúc xích. Cái kênh của cháu ạ? Đây, bên Việt Nam. Sao mạng Việt Nam. Vâng, đây là màn khởi động giữa hai đội Học viện Cảnh sát và đội Trẻ Thành Công. Bên phía đội hình của Học viện Cảnh sát là Khang Kinh Công, Lâm Tới, Quy Xuất, Thạch Đen, Khá Đen, Phụ Công Mạnh Cường, Xuân Đại và chuyền hai là Lê Quốc Hà. Còn bên phía Trẻ Thế Công có hai lão tướng là Tiến Nhất và Mâu Tiến Thắng. Đây.
Thế thì hai bên đội tuyển phải làm rất là ngang cả. Vâng, hôm nay mình đã thấy sự xuất hiện của Libero Wicon. Xin mời hai đội chúng ta bước vào hàng ngang ở sân để có tổ chức lễ khai mạc dân bóng. Đây là một đội dân bóng. Trọng tài đã ra dấu hiệu dừng bóng. Đây là hai đội chúng ta đứng ở anh chân đau bên kia bị loạn thôi. Ôi trời lại thế. Dạ có 6 đội anh ơi. Idol mỏ không? Không có idol mỏ đâu nhé bạn nhé. Đọc chân. Anh ơi, anh Đăng ơi, những cái bình luận như này em có lên blog không? Blog luôn. Láo thật. À, bạn Vũ Đức Quân ơi đánh ở Tân Làng Yên Phụ nhá. Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh. Trận khai mạc sẽ là Học viện Cảnh sát gặp Trẻ Thành Công. Vâng, hôm nay mình đã thấy sự xuất hiện của idol Quý Con Libero Học viện Cảnh sát. Anh Huy ơi, vâng, trước màn ảnh nhỏ của quý vị đây là idol Huy Con nhá. Anh đang khởi động theo là anh Đoàn Đức Đội. Bùi Cường có đánh nha bạn nhá. Có anh Tiến Hiếu đánh hay thua đấy không ạ? À, hôm nay anh Tiến Hiếu hay thua không đánh bạn nhé. Đúng rồi bạn, đây đội trẻ, còn đội chính của Thái Công thì đi thi đấu ở Ninh Bình. Chào thầy Ánh Gà nhá. Đúng rồi, áo số 6 là Cường Bách Khoa nhá. Lâu ấy. Dạ không có anh Mỏ với anh Nguyên đâu nhá bạn nhá.
Ok anh Tuấn nhá. Đây là phần trao tặng hoa cho các cầu thủ. Vâng, chú tặng cháu luôn đi. Tặng đâu vẫn đây. Tặng rồi luôn. Làm đây rồi, được bó hoa ly, hoa hồng rồi nhá. Ngọc Xuân đi đánh giải Ninh Bình rồi bạn nhá. Vứt đây làm gì đâu, nó chặt đây. Vứt. Anh hỏi thế này, sao cái Facebook của anh đéo bình luận được nhỉ? Không có bình luận được anh. Ờ, đây. Dù đây nhá, vào phần này nhá. Lớn như nào anh? Hay là anh bị ban rồi? Hay là anh bị như nào? Đéo biết. Đây này. Ví dụ phần này. Vâng. Anh, ví dụ anh trả lời cái này nhá. Vâng. Tại vì nó sẽ hiện đây này, nó không hiện cái dòng bình luận đấy. Không, anh cứ bấm ok. Anh cứ nhập thử đi xong anh bấm đây. Ok xem. Nó không hiện lên. Thế anh thoát ra vào lại. Thoát ra hả? Vâng. Nhiều. Lại còn một bậy gì bị bè. Cái ảnh bìa đấy là nó không được hay sao ấy? Đâu, kể cả ảnh kia cũng được. À đây, cái ảnh bìa là anh muốn lôi ra nó. Đang ẩn rồi, anh muốn lôi ra kiểu gì? Ẩn đâu, nó công khai mà. Anh công khai mà. Đâu, anh ẩn rồi mà. Đâu, anh công khai mà. Đâu, công khai mà. Đây, lên trang này có thấy đâu. Cái ảnh bìa của anh ấy. Cái ảnh bìa của anh là phải công khai. Anh đại diện thì anh để riêng tư được. Mà ảnh bìa là anh để. Đây, anh để, anh. Tức là ý anh là muốn cho nó hiện lên cái trang này này. Này. Có những trang bóng chuyền như nào. Vô lại bột, sao bạn có thể trang cá nhân riêng của anh. Anh là bóng chuyền HD. Chèo không ăn trang. Anh đăng này. Rất cảm ơn. Cái trang cũng như là. Là cái nào nhỉ? Chưa vui. À, có Chí Thanh nhá chị nhá. Ra học viện không có đâu. Học viện ra học viện rất mạnh nhá. Vâng, bạn ơi, Thể Công đánh Cúc Hoa Lư, còn đây là đội trẻ Thể Công nhá. À, nhưng mà có anh Tiến Nhất và anh Mậu Tiến Thắng nhá. Đó cũng như không anh có đánh đâu, đang vẫn lật trận. Còn trẻ Thể Công là Nguyễn Thanh Thành, cựu tuyển thủ quốc gia. Hôm nay là anh cũng dẫn đội trẻ đi đến cái hội nghị phụ. Chào bạn nhé. À, có vẻ khóa cửa mà, thì khóa có một cửa mà thì không có ở nhà đâu, không có ở nhà đâu, thì khóa có một cửa. Có Bùi Cường nhá, Thành Nam nhá, anh Bùi Cường sẽ đánh cho các 02. Thế ông xem trực tiếp cái này cũng thích chưa ông? Phải xem cái này chứ. Về các cái quán đi, quán à. Tăng thêm người này. Tăng thêm người này. Giải này ở Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh nha bạn nhé. Ông Bùi Ngọc Hoàng 2 triệu đồng, 9 ông
đang có nhu cầu rồi, 2 triệu đồng. Mời cùng chân vận động đầu tạo ban cán tiếp 2 triệu đồng. 11 cùng chân vận động ban cán tiếp 1 triệu đồng. 12 cùng dương quân chiến đang đặt ban cán tiếp 1 triệu đồng. Mời đón ông Nguyễn Việt Hòa tài trợ toàn bộ bóng và người thi đấu trị giá 5 triệu đồng. 15 ban quản lý chợ Long Hải 1 triệu đồng. 16 Lê Văn Quang cầu thủ 1 triệu đồng. 17 anh Nghiêm Việt Hùng Lâm có đặt cọc 500 nghìn đồng. 18 anh Trương Văn Linh cầu thủ 1 triệu đồng. 19 năm nay không thấy anh quản Nghĩa đánh hội làng anh nhỉ? Anh Nghĩa thì đánh giá của mình thì anh Nghĩa sẽ tập trung đánh cho giải vô địch quốc gia vòng 1 nhé. Và đã được thấy đội hình của Học viện Cảnh sát có chuyên 2 Quốc Hà, cặp đôi chủ công là Mạnh Tay To và Lâm Tới, đối chuyền Khang Kinh Công, cặp đôi thủ công là Mạnh Cường và Văn Khả. Và ban tổ chức chúng tôi cũng nhận được bó hoa cây thắm của nhà phân phối Xuân Sang có tài trợ và sản nhất. Bên phía đại công thì tiền nhất và cái màu tiền thắng đi chủ công. Chào idol Tiến Robot nhá. Tiến Robot đang ngồi ở đâu vậy? Nhớ ai gọi anh nhiều thế? Alo? Anh ơi, anh nhất anh đánh bóng rồi. Vâng. Ngồi ở đây là trận khai mạc bạn nhé. Có idol Bùi Cường nhé, Tiến Robot nhé. Trận khai mạc của Lễ Hội Xuân 18 tiến rồi. Giữa hai đội rồi trẻ thành công và đội tuyển Học viện Cảnh sát. Và đội trẻ thành công ở bên tay phải trong tay chính và đội tuyển trẻ trái trong tay chính. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Trận đấu bắt đầu, hãy cho phát bóng trước. Một tốt của Huy Con, khá đen. Vừa rồi là một pha lao ngắn của tiền trái đất. Đó, pha xử lý bóng tốt của Khang Kinh Công. Điểm cho Học viện Cảnh sát 1-0. Người phát bóng cho Học viện Cảnh sát là Mạnh Tay To. Một chủ công kết thúc bóng là Mạnh Tay To. Rất tuyệt vời. Pha chuyền không hiểu ý của để trẻ thành công. Điểm cho Học viện Cảnh sát 2-0. Đúng một tốt của Tiến Nhất rồi. Màu tiến thắng. Đó là màu tiến thắng. Một pha phá chắn thành công và màu thắng. Điểm cho thành công 1-2. Một tốt của Lâm Tới. Và đánh bóng rất cao tầm của Khang Kinh Công. Có trường nào lại sở hữu một cổ tay kiên nhẫn tuyệt vời. Bác một cho thấy mạng này chú khỏe không? Khỏe. Mạng này khỏe lắm. Vâng, cảm ơn chú nha. Tiến Nhất và đánh bóng không qua lưới của Tiến Nhất. 4-1 cho Học viện Cảnh sát.
tiếp tục làm pha nhảy phát tấn công của Khả Đen. Lần này Khả Đen sẽ bóng đi ra ngoài. Điểm đã thành công. Rất đồng đều và đã rất nhiều năm gần đây là vô địch giải trẻ quốc gia, nên là có chất lượng chuyên môn cũng rất là tốt. Một tốt rồi, lão len. Vừa rồi là một pha lao len ngắn số 3, không hiểu ý nhau của bên phía Thành Công. Điểm học viện cảnh sát 5-2. Tuyển ra là tuyển trẻ Thành Công có một cầu thủ là người đồng kỵ Nguyễn Minh Đức số 3. Bóng trong sân. Điểm nó thành công 3-5. Sau pha của tấn công của chú Hà, 3-5 cho tuyển trẻ thành công. Và phải nói hôm nay là thời tiết nhận đẹp nhất từ ngày 13 đến ngày hôm nay. Bóng trong sân. Vừa rồi Huy Công tưởng rằng bóng ra ngoài sân để anh đạt đá bóng, nhưng bóng rơi vào phía địa phương sân. Điểm cho thành công 4-5. Bao giờ đánh giải Ninh Hiệp vậy? Giải Ninh Hiệp năm nay không tổ chức nha bạn nhé. Của tất cả miền Nam Bắc rất chân lượng. Sau đó làm pha sẽ bóng không qua lưới của trẻ Thành Công. Điểm cho học viện cảnh sát 6-4. Lâm tới sẽ là cầu thủ phát bóng. Vừa rồi là một pha phối hợp và đánh bóng lo chắn của Tiến Nhất. Đem cho tuyển trẻ Thành Công 5-6. Sẽ là Tiến Nhất sẽ bóng luôn 5-6. Lại là năm tới. Vừa rồi phải nói đó là kinh và sử dụng bóng tốt của Lê Quốc Hà. Rất tuyệt vời. Điểm cho học viện cảnh sát 7-5. Điểm cho học viện cảnh sát 7-5. Kéo năm tới ơi. Này. Và đánh bóng không ăn tay của Màu Tiến Thắng. Điểm cho học viện cảnh sát 8-5. Và lao ngắn giữa lưới rất tốt của trẻ Thành Công. Em có chiều cao lên đến 1m92. Có thể nói là chiều cao rất tốt cho bộ môn bóng chuyền. Rất tuyệt vời. Mạnh tay to. Cầu thủ vừa tấn công vừa rồi là mạnh tay to. Nhưng cầu thủ bắt được một đó là Huy Còn. Một pha bắt được một rất tuyệt vời nên đến sát lưới. Và chuyển hai đến Hoàng Đạo chuyển một pha lừa chắn. Sẽ bóng sẽ là Lê Quốc Hà. 9-6 cho học viện cảnh sát. Tiếp tục là một pha lao ngắn giữa lưới. 7-9 cho tuyển trẻ Thành Công. Điểm cho trẻ Thành Công 7-9. Một pha làm ngắn số 3. Được một tốt của Huy Con rồi. Mạnh tay to. Vâng, một pha anh bóng rất đánh bóng đi ra ngoài và mạnh tay to. Điểm cho tuyển trẻ Thành Công 8-9. Điểm cho trẻ Thành Công 8-9. Trẻ Thành Công cố gắng lên. Mặc dù tuổi trẻ nhưng mà chất lượng chuyên môn rất tốt. Vâng, sau đó là làm một pha xem bóng không qua lưới. Lại là một pha sẽ bóng đi ra ngoài của mạnh tay to. Đúng rồi em ơi, đánh ở Yên Phụ em nhé. Tiếp tục lại là một pha sẽ bóng không qua lưới của bên phía trẻ Thành Công. Điểm cho học viện cảnh sát 11-9.
sát mẫu thứ ba sẽ đến điểm 15 có hỏi. Vừa rồi là một pha rất tốt, pha sẽ rất tốt của cầu thủ trẻ Thành Công. Vừa rồi là chuyền hai Văn Trình 10-11 cho tiền trẻ Thành Công, rất bài bản. Đội một tốt của Huy Con đó là Mạnh Cường. Bảo Khang, Bảo Khang sẽ bóng đi ra ngoài. Điểm trẻ Thành Công 11-12. Bóng sẽ đối chuyền bên phía trẻ Thành Công. Đúng một không tốt của Huy Con. Và phòng ăn điểm trực tiếp. Điểm 12 đều. Để rất kín. Vâng, lần này thì anh sẽ bóng đi ra ngoài. 13-12 cho Học viện Cảnh sát. Trong bóng sẽ là Idol Lâm Tới. Bóng vẫn còn. Ai đây? Bảo Khang. Bóng vẫn còn. Tiến Nhất. Vâng, một pha moi bóng. Tiến Nhất rất tốt. Tuy rằng rất trẻ tuổi nhưng mà cực kỳ 13 đều cho trẻ Thành Công. Anh đưa trắng đi chiếc số 3 đại hạng số 4. Và đội Học viện Cảnh sát đã không thiết lập hàng trắng kịp thời. 13 đều cho tiền trẻ Thành Công. Đường một tốt. Mạnh Tê Tô. Đó là Mạnh Tê Tô. Tại sao anh có biệt thành là Mạnh Tê Tô? Điểm cho Học viện Cảnh sát 14-13. Ôm trọn trái bóng 14-13 cho Học viện Cảnh sát. Chào 519 người đang xem nhé. Nhảy nhảy phát đi Cường ơi. Và xem bóng của Mạnh Cường. Bước một tốt của Tiến Nhất. Màu Tiến Thắng. Một pha quan giếng của Màu Tiến Thắng. Quan thủ hàng chắn giữa Khả Đen và chú Lê Quốc Hà. Điểm trẻ Thành Công 14 đều. Tiếp tục làm pha sẽ bóng không qua lưới của trẻ Thành Công. Như mình thấy là sẽ bóng này bên phía trẻ Thành Công sẽ bóng hỏng rất là nhiều luôn. Điểm cho Học viện Cảnh sát 15-14. Đội một tốt rồi. Bóng vẫn còn. Bóng vẫn còn. Vâng, sau đó pha xử lý rất tốt của Khang Kinh Công. Với chiều cao 2m02 của mình thì Khang không cần nhảy vẫn đánh được bóng nha các bạn nhé. Đội một tốt rồi. Bóng vẫn còn. Vâng, sau đó là pha không hiểu ý nhau của trẻ Thành Công. Điểm Học viện Cảnh sát 17-14. Được một tốt rồi. Màu Tiến Thắng. Bóng bung chắn của Màu Tiến Thắng. Điểm được rút ngắn cho trẻ Thành Công 15-17. Tí giả anh rồi, bình luận thì không trôi. Có lẽ sẽ là một pha sau đầu dành cho Kinh Công chăng? Có cầu vào vẫn cấm, chắc quá vẫn cấm một sau rồi. Tiếp tục là pha sẽ bóng không qua lưới và trẻ Thành Công. 18-15 cho Học viện Cảnh sát. Điểm bóng cho Học viện Cảnh sát 17-18. Bóng vẫn còn. Bóng vẫn còn.
Đó là Lê Phương Hà, một tay bóng bình lệnh. Sau đó ông pha đánh bóng không ăn tay của Trẻ Thành Công. Điểm theo viện cảnh sát 19-15. Bên Trẻ Thành Công xin hội ý chiến thuật lần thứ nhất. Huấn luyện viên Nguyễn Duy Khánh kêu thời thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam, kêu nhân của Thành Công, một cầu thủ cũng rất nổi tiếng. Camera luôn mà mặt chú Hà lần nhiều nhiều tí cho khán giả đang biết. Có ba lốt ở nhà ông được. Không có, hết ý, hai đội vào sân. Làm mạnh tay đó sẽ bóng. Vân Châu có để ý xe không? Có vẫn còn. Vẫn còn, rất nhanh. Phản công cho bên cảnh sát. Đó là năm tới. Cũng là một vận quyền của tuyển quốc gia Việt Nam. 20-15. Trong bộ môn bóng chuyển bay được, Lâm Tới phải nói là họ khả năng phòng thủ và tấn công là rất tuyệt vời. Bởi vì bộ môn bóng chuyển chỉ có 22 và 44 thôi, nên kỹ năng toàn diện là rất tốt. Pha chạm bóng tốt của Lâm Tới. Kết thúc trận đấu đầu tiên, Học viện Cảnh sát đã giành chiến thắng với tỷ số 21-15. Vâng, đúng là Cường Hà Tĩnh mà. Đứng trên sân cao là những cầu thủ Việt Nam cao sắp xỉ 1m90, phải nói là rất bự bẩn. Tự đi đi xem luôn, đi đi đây đây còn ấy mà đã hết rồi, đã hết rồi, đây đang đổ sân, đang đổ sân. Đi đi, đi đâu, đi 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 đâu, đi đâu, đi 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 xem đi. Mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi trận đấu thứ hai của trận khai mạc giữa Học viện Cảnh sát và Trẻ Thành Công. Ngồi làm gì? Lời sao vẹt là trận đấu thứ hai thì bên phía Học viện Cảnh sát xe bóng số 1 tốt của Tiến Nhất, bầu tiến thắng. Một pha phối hợp nhanh giữa lưới rất tốt của Trẻ Thành Công. Điểm cho tuyển Trẻ Thành Công 1-0. Ban tổ chức chúng tôi xin một tốt của Huy Con không? Mạnh tay to. Điểm cho Học viện Cảnh sát 1-0. Ở ngoài sân khởi động để sau trận đấu này và chúng ta có thể thi đấu được hơn. Trân trọng cảm ơn. 1-0 cho Học viện Cảnh sát. Mạnh tay to sẽ là cầu thủ xuất sắc. Học viện Cảnh sát là tập hợp của những siêu sao cổ rất tốt, dàn dày kinh nghiệm. Số 1 chưa tốt rồi. Rất ông vẫn còn. Khang Kinh Công. Và phá chắn rất tốt của Khang Kinh Công. Khang Kinh Công. Đúng một tốt rồi. Tiến Nhất. Rồi rồi.
vừa rồi máu tuôn ra nhưng trọng tài sẽ lên pha bóng ngoài của đèn đèn điểm cho ngành cảnh sát 3-1 điểm cho học viện cảnh sát 3-1 nếu mà những cầu thủ này có thể là đặt qua của đèn đèn sự vật rất tốt bình quân từ 3 người đến 3 người rất cao. Bóng trên mặt lưới trong sẽ bóng sẽ là mạnh tay to. Vừa một tốt của Tiến Nhất. Vâng, một pha hợp nhanh giữa lưới tốt của Hữu Trình và Anh Dũng. Điểm rút ngắn cho Thầy Công 2-3. Rất tuyệt vời. Tôi nhìn cái tay của em đáng đầy. À, sau đó ông pha sẽ bóng không qua lưới của anh Dũng. 4-2. Được một tốt của Màu Tiến Thắng rồi. Bóng vẫn còn. Khang Kinh Công. Đó là kinh nghiệm. Sự già dần, sự lọc lõi của trường 2 Lê Quốc Hải. Anh nhường rau nhưng anh lại gấp thì nhìn điểm sau viện cảnh sát 5-2 dìm bóng xuống sân được rồi 5-2 cho viện cảnh sát và đánh bóng không qua được hàng chắn của bóng em vượt ngoài một chút rồi Tiến Nhất với hàng chắn là Khắc Kinh Cường Lâm Tới và Mạnh Cường tắt một tốt thì sẽ có đến pha chiến thuật. Bóng vẫn còn. Và bỏ bóng trong sân. Cầu thủ trẻ quê làm gì? 1m92. Là hiện tại đang ăn tạp cùng quyền trẻ này đâu. Đó là Minh Đức. Bóng trong sân rồi, trong cả cả trái chạy bóng rồi, chắc chắn rồi. Và lao ngăn giữa lưới giữa Mạnh Cường và Lê Quốc Hà. Điểm cho học viện cảnh sát 7-3. Một chưa tốt của Tiến Nhất rồi. Tiến Nhất. Sau đó là pha đánh bóng không qua hàng chắn. Đánh đi anh Nhất ơi, bóng cao lên là đánh được rồi. 8-3. Tuyệt vời, thành công đúng sở hữu. Tiến Nhất, và phá chắn tốt của Tiến Nhất. Tay chắn của cảnh sát, cha toàn trẻ, điểm cho tuyển trẻ 4-8. Tuyệt trẻ, cố gắng lên. Tiến Nhất, trẻ thành công 4-8. Rất bài bản, cũng rất là kỹ thuật. Bóng chắn là bản lĩnh thi đấu. Sẽ bóng đi ra ngoài. Điểm cho em. Học viện cảnh sát 91. Lao lên. Đó là một pha trong 3-3. Trong số 3. Chưa nghe của Thầy Công. Màu Tiến Thắng là người ghi điểm. Điểm được rút ngắn cho Thầy Công 5-9. Minh Đức sẽ là cầu thủ phá bóng. Người con của đồng chí. Đấy, đánh bóng không qua lưới của Mạnh Tay To. Sáu chín. Được một tốt của Huy Con rồi. Mạnh Tay To và đánh bóng hết đường chéo của Mạnh Tay To. Bóng trong sân. Điểm mặt thôi. Điểm cho học viện cảnh sát. Điểm cho học viện cảnh sát 16. Tuyệt trẻ cố gắng lên. Tiến Nhất cố gắng lên. Màu Tiến Nhất cố gắng lên. Dưới ra các em này. Và trận bóng tốt của Văn Khả. Lần này Văn Khả đã phòng ngự trên lưới với phụ công Anh Dũng.
pha bóng một không tốt của Tiến Nhất. Sau đó bên phía Thể Công đã ra quyền hội ý. Sau đó pha chắn bóng của Lê Quốc Hà. Mười ba sáu. Được một tốt của Tiến Nhất rồi. Sau đó ông pha lao ngang giữa lưới. Bóng sẽ là Hữu Trình, chuyền hai của trẻ Thế Công. Đúng, tốt của Mạnh Tay To. Bóng vẫn còn. Số 7 Công Nguyên đã rút ngắn tỷ số cho trẻ Thành Công. Điểm cho Thành Công 83. Tiếp tục là Công Nguyên 93. Hà bắt bóng một không tốt của Mạnh Tay To. Bóng trong sân, bóng đất chạm người của Khang Kinh Công. 10-13. Vâng, sau đó là pha sẽ bóng không qua lưới. 14-10. Vẫn còn Khang Kinh Công. Anh đánh bóng rất nhàn. Kiễng lên là đánh được bóng rồi. 15-10. Xem bóng sẽ là Lê Quốc Hà, phù thủy của Học viện Cảnh sát. Đội một chưa tốt. Công Nguyên. Đây, bóng đã không qua lưới rồi. Vâng, em chào anh Dục nhá. Tiếp tục là Lê Quốc Hà sẽ bóng. Đội một tốt Tiến Nhất rồi. Lao lên. Bóng vẫn còn. Sau đó pha đánh bóng đi ra ngoài của bên phía trẻ Thành Công. 17-10. Tiếp tục là một pha xem bóng của Lê Quốc Hà. Bóng vẫn còn. Mười tám mười. Thể Công không thể cắt được chuỗi lên điểm của Học viện Cảnh sát. Một chuỗi lên điểm quá dài. Và lao ngắn giữa lưới đi ra ngoài. 19-10. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bắt buộc có nhà bắt sát lưới là Sài Gòn pha chuẩn và đánh bóng tốt của trẻ trẻ thành công. Bóng sẽ là Lê Minh Nghĩa. Một chưa tốt của Mạnh Tay To. À, phá chắn đi ra ngoài của Mạnh Tay To. Bad boy cho Học viện Cảnh sát. 20-11. Cả thủ bóng đầy tiếc nuối của chuyền hai Lê Quốc Hà. Đó là lối chuyền chiến thuật không phải cao bao giờ luôn. Bóng vẫn còn. Lâm tới, bóng vẫn còn. Và phá trong, chắn tốt của Tiến Nhất. 13-20. À, đánh bóng tốt của Cà Điện. Kết thúc trận đấu thứ hai, Học viện Cảnh sát thắng với tỷ số 21-13. Trận đấu này sẽ sau trận đấu này sẽ là trận đấu giữa trẻ Hà Nội và Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Điện thoại anh Tiến Kèo cầm. Cho anh em đi cơm nè. Em bao nhiêu tiền anh? Ok.